đo đạc, kiểm đếm đến từng chi tiết, từ diện tích nhà ở, sân vườn, nhà kho, đến các tài sản khác như giếng nước, cây xanh, cây ăn quả. Cho đến nay, huyện Long Thành coi như đã hoàn thành công tác này ngoài thực địa ở khu vực ưu tiên, gồm 5 xã như xã Bình Sơn, Long An, Long Phước, Cẩm Đường, Suối Trầu. Hiện nay tại khu vực 5 xã trong khu quy hoạch sân bay quốc tế Long Thành thì có đến hơn 1.000 thửa đất vắng chủ gây khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Và đối với vấn đề này thì đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành cho biết sẽ có những giải pháp rất cụ thể để đảm bảo tiến độ chung của dự án sân bay quốc tế Long Thành. Theo đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành, sau khi hoàn thiện hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất, sẽ tiến hành các thủ tục để lập phương án bồi thường theo quy định. Như vậy, dù chưa xác định được chủ của hàng nghìn lô đất, thì huyện sẽ vẫn lập hồ sơ bình thường theo diện vắng chủ để đảm bảo tiến độ chung của dự án. Tất cả các phương án bồi thường này chúng ta chưa xác định được chủ sử dụng, nên chúng ta cũng chưa có thể thực hiện việc chi trả cho hộ dân. Thì để đảm bảo được tiến độ dự án, thì theo quy trình chúng ta sẽ chuyển số tiền phê duyệt phương án bồi thường này vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước. Đến khi mà chúng ta xác định được đối tượng sử dụng đất thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc quy chủ để thực hiện trao trả cái số tiền bồi thường hỗ trợ này cho đến các hộ dân. Với thực trạng trên, nhiều ý kiến lo ngại dự án sân bay Long Thành khó khởi công đúng kế hoạch. Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện tỉnh đã chỉ đạo ủy ban rà soát lại cụ thể từng trường hợp. Đặc biệt, đối với các khu đất được sang nhượng bằng giấy tay, thì căn cứ theo tên trên giấy tờ pháp lý có tại địa phương mà giải quyết, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, dự kiến vào tháng 10 tới đây. Trong trường hợp xác định chính xác, và có đầy đủ cơ sở để xác định rằng là những trường hợp này vắng chủ thì sẽ thực hiện theo đúng quy định, tổng hợp các trường hợp là kiểm đếm, kiểm kê vắng chủ, lập phương án bồi thường để xác định các cái trường hợp cụ thể, và chúng ta có các cái giải pháp sẽ không để vì cái trường hợp vắng chủ mà để làm chậm tiến độ cái giải phóng mặt bằng ở cái khu vực ưu tiên theo đúng cái quy định. Đại diện huyện Long Thành cũng cho biết hiện vẫn chưa có giá bồi thường đất cho các hộ cá nhân. Trong quy trình bồi thường có những chính sách khác nhau, đến khi lập được phương án bồi thường và có quyết định phê duyệt phương án cụ thể mới xác định được giá trị đền bù từng trường hợp là bao nhiêu.